Vâng, và thưa Hiền, hôm nay chiều hôm nay ngày mùng 2 tháng 12 năm cuối năm thì bên Hiền Audio đã có mặt tại chùa La để xử lý một cái hệ thống âm thanh thông báo cho nhà chùa. À, đây là quan toàn cảnh của chùa La anh em nhé. Đấy thì hiện tại là bên em đã mang đầy đủ các thiết bị đi này. Đây là tăng âm này và đây hệ thống máy biến áp chuyển thanh và đây là mic thông báo này. Đấy thì đây là toàn cảnh của chùa La. Đấy. Và bây giờ em sẽ xử lý cái hệ thống loa thông báo nhà chùa. Thì hiện tại ở đây thì em đã thấy một chiếc loa toa đây rồi. Đó, một chiếc loa toa treo ở đỉnh cái cây này nhá. Đấy. Chiếc loa đã treo đỉnh ở cái cây này. Và bây giờ em sẽ phải xử lý kiểm tra hệ thống của cái loa này xem nó còn hoạt động hay không. Bởi vì hệ thống này loa đã bỏ rất lâu rồi. Đấy, ở phía xa xa đằng kia là có mấy cái loa nữa. Em sẽ xử lý dần lần lượt nhá. Hiện tại bây giờ là em có mang theo rất nhiều là côn loa này, mang rất nhiều côn loa, nếu cái nào có cháy là em thay luôn toàn bộ loa chính hãng nhé. Anh em hãy theo dõi clip của bên Hiền Audio để xem cái hệ thống tăng âm toa này nhé. Ok, đây là em Huyền loa toa này, đang bê bộ máy đi để cảm giác nhà chùa. Bộ máy nặng 35 cân, bê rất là nhẹ luôn, rất là khỏe, bê vã quen rồi. Đang bê vào trong phòng của nhà chùa nhá. Đấy. Rồi, để xử lý hệ thống nhà chùa đây. Đây là đây. Bây giờ là mang một con này với một cái con biến áp để em lắp đây để kiểm tra hệ thống dây nhé. Đấu qua hệ thống này nó mới không bị sợ chạm chập. Vâng, bây giờ em xử lý chiếc loa đầu tiên, xem hệ thống biến áp loa treo lên thang để đấu nối vào chiếc loa đầu tiên ở trước trên cây xá cờ và ngay lối cổng ra vào của nhà chùa. Đối với hệ thống tăng âm như vậy thì chúng ta phải dùng cái hệ thống loa biến áp để gọi là bảo vệ cho cái hệ thống loa toa và nó có hệ phối hợp trở kháng và truyền tải âm thanh đi xa anh em nhé. Cái chiếc loa đầu tiên ở trên cái cây xa cừ lối ra vào của chùa Vĩnh Nghiêm này, nhà chùa vẫn đang tụng kinh gõ mõ, âm thanh nhất thì là vang dội và trang nghiêm ở tại khu di tích của chùa La. Thì tích lịch sử rất lớn của tỉnh Bắc Giang. Vâng, thì tiếp tục là chiếc loa thứ hai được treo trên cột điện với vị trí rất cao. Hôm nay Đức Hiền là phải đeo dây an toàn cũng như là trèo lên cái vị trí thang cao nhất để có thể đấu nối được cái con loa này. Và ở trên vị trí cực kỳ là cao nhé, đỉnh cột điện. Và hiện nay bên em đang phải đứng ở trên vị trí cao nhất của chiếc thang và phải thắt dây đai an toàn thì mới có thể đấu nối được cho chiếc loa này. Và chiếc loa này đã hệ thống dây dợ được đất hết rồi. Đấy, bên em đang phải kiểm tra như là thi công đấu nối lại cho chiếc loa này. Thì đây là một cái khu di tích của chùa La, nên hệ thống âm thanh loa rất là nhiều và đa số là cây cối rất là mát mẻ, phong cảnh rất là hữu tình. Anh em có thời gian thì hãy về chùa La để tham quan nơi di tích lịch sử hàng nghìn năm văn hiến của chùa. Quá ghê gớm. Đến thời điểm này thì là bên Hiền Audio đã hoàn thành hệ thống âm thanh thông báo cho nhà chùa Vĩnh Nghiêm. Đấy, hệ thống có sử dụng một cái tăng âm truyền thanh chuyên dụng có tích hợp đầy đủ này
hai cổng line tín hiệu đầu vào, cắm điện thoại, cắm laptop, TV đều ok, và có thêm một cái chức năng đó là USB và Bluetooth anh em nhé. Thì hiện nay là nhà chùa đang chạy cái hệ thống USB để đang phát nhạc ra loa toa, thì bây giờ em sẽ ra em quay cái hệ thống loa cho anh em cùng xem nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là một chiếc loa đầu tiên ở trong nhà chùa, loa toa 75W anh em nhé. Đấy là một chiếc loa đầu tiên đang phát nhạc. Đấy. Nhà chùa đang phát kinh của nhà chùa, kinh Phật nhà chùa nhé. Đấy, hiện tại loa nó sẽ trải dài khắp cái khu khuôn viên này, trải dài khắp khu khuôn viên nhà chùa ấy nhé. Đấy. Vâng, thì ở đây có một chiếc loa nữa này. Đấy. Loa nhà chùa treo rất cao đây này anh em này. Đấy. Đấy, đây là một chiếc loa nữa nhá. Thì hiện tại là nhà chùa sử dụng 4 chiếc loa. 4 chiếc loa này treo rất cao và có độ phủ rất chi là lớn luôn. 4 chiếc loa này sẽ âm thanh sẽ bao trọn cả cái khu vực của nhà chùa này anh em nhé. Đấy, khu vực nhà chùa rất chi là rộng. Phong cảnh rất chi là uy nghiêm và thanh tịnh anh em nhé. Rất thanh tịnh luôn. Và còn một chiếc loa nữa ở trên ngọn cây ở tít ngoài kia. Phía cổng kia thì em không quay nữa, và em quay chi tiết như này cho anh em cùng xem thôi. Và cái hệ thống của bên em lắp đặt đến thời điểm này là đã rất chi là ok rồi. Thì ở trong không gian này thì đây là hệ thống không gian tiếp đón các đoàn khách rất chi là uy nghiêm luôn, rất chi là sạch sẽ và cổ kính anh em nhé. Cái hệ thống bàn làm tiếp đón khách rất chi là cổ kính luôn. Đấy, phong cảnh chùa là rất chi là, ngoài kia thì khách du lịch đến rất chi là đông luôn anh em nhé. Vâng, thì clip của em đến đây cũng xin kết thúc tại đây nhé. Chúc anh em có một ngày mới thật là tràn đầy sức khỏe và nhiều tiền.